Theo đài CNN, máy bay chở cựu Tổng thống Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay LaGuardia của New York. Chào mừng bạn đến với ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ cung cấp cho bạn những trải nghiệm tin tức audio tuyệt vời nhất. Với những giọng đọc truyền cảm của các biên tập viên, ứng dụng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm nghe tin tức tuyệt vời nhất. Bạn yêu thích các thể loại tin khác nhau, không cần phải lo lắng. Chúng tôi cập nhật thường xuyên để bạn luôn nghe được những tin tức mới nhất. Không chỉ đón đầu các tin tức nóng hổi 24 giờ, ứng dụng luôn cập nhật những tin tức về thị trường tài chính bất động sản trong nước cũng như thế giới, cùng đầy đủ các danh mục khác nhau như thế giới, đời sống, văn hóa, sức khỏe, quân sự, thể thao, pháp luật. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ đang hoàn toàn miễn phí và có sẵn trên chợ ứng dụng Google Play. Đường dẫn tải ứng dụng trong phần mô tả video. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. Trước phiên buộc tội dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 4 tại tòa án quận Manhattan, phiên cáo buộc sẽ chính thức nêu hơn 30 cáo buộc đối với ông Trump. Báo chí Mỹ gọi sự kiện ông Trump ra tòa là ngày hỗn loạn 4 tháng 4 vì người ủng hộ ông Trump chắc chắn sẽ biểu tình. Là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt với những cáo buộc hình sự, ông Trump sẽ chính thức bị buộc tội, lấy dấu vân tay và chụp hình tại tòa án ở trung tâm Manhattan. Luật sư biện hộ cho biết ông Trump sẽ không nhận tội. Theo một nguồn tin tòa án, phiên buộc tội sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 15 phút. Cựu Tổng thống sau đó sẽ bay về Florida và có bài phát biểu từ Mar-a-Lago vào lúc 20 giờ 15 phút cùng ngày. Ông Trump sẽ ra hầu tòa trước thẩm phán Juan Merchan, người chủ tọa xử vụ Trump Organization gian lận thuế. Cơ quan tố tụng quận Manhattan đã điều tra vai trò của ông Trump trong kế hoạch trả tiền mua sự im lặng của ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels hồi năm 2016. Ông Trump đã nhiều lần phủ nhận không có bất cứ hành vi sai trái trong vấn đề này và cáo buộc đảng Dân Chủ nhắm mục tiêu chính trị vào ông.